Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của Minh TQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái khung giờ quen thuộc 19:30 và 4 ngày mình đã lên một lần. Ok. Vẫn như thường lệ, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Minh TQ Tools. Không mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ đi vào cái chuyên mục số 1, những dụng cụ Hands Tool. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn một cái bộ combo búa gò của Nhật, rất là độc đáo và rất là thú vị, và cũng mình gom góp và sưu tập cũng khá là lâu rồi mới được cái số lượng búa gò như thế này. Và về lúc ban đầu khi mà thoạt nhìn thì chúng ta sẽ cảm giác là nó hao hao giống nhau, nhưng mà khi mình đi mình soi xét kỹ từng chiếc búa một thì gần như là không có sự trùng lặp nha các bạn. Ở đây tổng cộng có 16 cây búa gò và một số cây mình cảm giác là nó được chế tác thủ công, có thể nó là độc bản của cái người thợ, người ta cố tình người ta làm ra những cây búa để phục vụ cho cái công việc gò của mình. Thành thử ra có thể nói là một số cây nó thuộc dạng độc bản luôn, rất là độc đáo, kiểu dáng nó rất là độc đáo. Mình có thể quay gần lại để mình xếp ra cho mọi người xem. Ok, và đây là một cái dạng búa gò rất là đặc trưng. Nói về búa của người Nhật thì các bạn nhìn họ rất là đa dạng và họ chuyên môn, mỗi một cái khâu có thể mà làm ra một dụng cụ để phục vụ cho một cái công việc nào đó đặc thù riêng thôi. Các bạn nhìn những cái búa nè, thấy không? Cái kiểu dáng nó rất là độc đáo, mài vát các cạnh góc ha. Giống như kiểu những cái búa của thợ Kim Hoàng vậy đó, họ cố tình tạo ra những cái đầu mũi rất là độc đáo, rất là đặc trưng, kiểu dáng nó rất là hay. Có cái hình như là hình trái tim, hình tròn. Cái cây này nè nó bị mất cán thôi, về chúng ta tra cán lại, nhưng mà nhìn chung cái chất thép và cái kiểu dáng của nó rất là độc đáo, rất là đẹp. Cạnh trên đây được mài vát cạnh hết các bạn thấy không, một cái bộ búa rất là xứng đáng cho chúng ta sưu tầm. Nó là xứng đáng sưu tầm. Đây là có cái tên, nó đóng cái tên này luôn. Rất là kiểu dáng rất là độc đáo. Đây, các bạn nhìn cái phần da nè, thép họ rèn nó sần 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 da cóc lên ha. Đây là cái cây này nó của OH nè. 16 cây búa gò rất là đặc trưng, thích hợp cho các bạn sưu tầm, trưng bày, và thỉnh thoảng nếu mà đụng việc chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Nếu đúng vào cái công năng, sự việc, nhu cầu sử dụng chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Kiểu dáng rất là đẹp các bạn, rất là thanh thoát, các bạn nhìn nè. Cán họ làm cái cán từ mảnh cho tới cái phần tay cầm nó lại to ra, phình to ra ha, rất là duyên dáng ha. 16 cái búa gò này, nhắc lại ha, không có trùng lặp nha các bạn, không có cây nào giống cây nào hết nha. Mặc dù nhìn sơ qua thì chúng ta cảm giác là nó có hình thức nó hao hao nhau thôi, nhưng mà xét chi tiết từng cây một thì không cây nào giống cây nào, và một số cây nó còn đặc thù nó còn đặc thù, tức là có thể nó là độc bản đó. Khó mà đụng hàng, khó mà gặp được cái cây thứ hai. Cái bộ bộ sưu tập búa gò Nhật này giao lưu cho các bạn với giá là 2.600.000. 2.600.000, 16 cái búa nha. 2.600.000. Hai triệu sáu trăm ngàn và 16 cái búa gò của Nhật rất là đặc trưng. Các bạn nào mà chúng ta thích sưu tầm búa, chúng ta có thể làm một cái bộ sưu tập nhỏ nhỏ như thế này, về chúng ta có cái kệ chúng ta để co trang trí lên thì nó là tuyệt vời luôn. Để thu thập được một cái bộ búa nó đa dạng, nó không đồng, không giống nhau, không có trùng lặp như thế này,
thì cũng mất khá nhiều thời gian như vậy. Có thể một số cây chúng ta đi bãi chúng ta có thể bắt gặp, nhưng mà để được một cái số lượng tương đối khá như thế này và nó không trùng lặp về kiểu dáng để chúng ta đưa vào cái bộ sưu tập thì mất cũng khoảng tầm năm rưỡi tới 2 năm. Tiếp tục chúng ta đến một cái cặp cảo ép của Betsey. Cái này của Betsey Đức nha các bạn. Chiều dài phủ bì của nó là 39, nhưng mà phạm vi hoạt động của nó trên đây là họ ghi là 30-140, tức là cái độ sâu của nó khoảng 140 ha, là cái phạm vi hoạt động á. Còn cái độ sâu thực tế mình đo phủ bì của nó là tới 19, chiều dài là 39 ha, lọt lòng trong của nó là 36 nè. Một cái dạng cảo kẹp nhanh, cảo ép kẹp nhanh, tay cán cầm bằng gỗ nha các bạn, dạng cảo kẹp gỗ đó. Betsey nè, Betsey Germany. Cái này cái dòng này dòng dòng G, mã nó là G nè, GZ, mã là mã GZ nè, West Germany ha, của Đức á. Một cái thương hiệu này quá nổi tiếng của Đức rồi, không có gì để bàn cãi. Ok, cái cặp này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. Cán gỗ nó có những cái vết nhâm nhâm theo thời gian thôi, còn cái phần thân thép này thì rất là bền nha các bạn, rất là bền. 600k cho cặp cảo ép của Betsey West Germany. Betsey một cái cuốc chim rất là đẹp các bạn, một cái cuốc chim rất là đẹp, tình trạng nó còn khá là mới ha, khá là mới. Chiều dài của cái lưỡi này là nó được 32 cm, chiều rộng của cái bản lưỡi này là được 5 phân rưỡi, 55 ly, cán dài 42 cm, và thao lóc đơn giản để chúng ta tiện di chuyển ha, thích hợp cho các bạn dùng để đi camping cắm trại hoặc chúng ta làm sân vườn, rất là tiện gọn. Sơn một cái màu xanh kiểu quân đội ha, và kiểu dáng của nó là kiểu dáng cuốc chim quân đội nha các bạn, cái kiểu thiết kế giống như là những cái cuốc chim cấp phát cho quân đội á, rất là đẹp và chắc chắn ha. Ok, cái này giao lưu cho các bạn với giá là 280.000. cho cái cuốc chim rất là đẹp. Một cái mỏ lết của lobster size 300, đó là rất là đẹp luôn các bạn, khá là mới ha, khá mới. Lobster con tôm ha, tôm hùm size 300, size này rất là vừa, chúng ta bỏ vô tủ đồ nghề gia đình rất là vừa sử dụng các bạn. Này, nước mạ rơm của nó còn tuyệt vời luôn. Hợp kim thấp alloy steel rob phốt thép rèn đúc dập khuôn, logo hợp chuẩn, size 12 inch tương đương 300 mm. Rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cái mỏ lết này cũng giao lưu cho các bạn với giá là 280.000, 280.000 một cái mỏ lết con tôm, quá là mới. Một cái thước cặp của Shinwa, tình trạng gần như mới luôn, tình trạng cái thước cặp này gần như mới nha các bạn. Shinwa size 20 cm, 200 mm đó. Đây có thanh đo chiều sâu phía sau luôn ha, thanh đo chiều sâu phía sau luôn. Nhắc lại nha, cái thước này tình trạng của nó gần như mới luôn, gần như mới luôn. Shinwa may ra bằng ha, một cái thương hiệu cũng khá là mạnh của Nhật về thước, thước lá, thước cặp, thước đo góc, đo cung vân vân. Và cái thước này mới giao lưu cho các bạn với giá là 500.000, 500k cho cái thước cặp của Shinwa. Gần như mới ha,
cái tay mình đây bây giờ á nha. Với cái độ mới của cái thước này thì trên 90% nữa rồi, trên 90% luôn. Một cái tay kẹp taro thao tác nhanh hai chiều ha, được đến từ thương hiệu SK. Thương hiệu này của Mỹ nhưng mà chắc cái này gia công ở Nhật thôi các bạn. SK 3/8 à. Đây, đầu kẹp mũi taro. Kẹp tối đa của nó chắc được tầm 10 ly, 9 ly 6 đó, 10 ly. Hai chiều ha. Chúng ta tăng chỉnh là nó chiều hai chiều, và chúng ta muốn lóc ở vị trí giữa thì nó sẽ giữ nguyên. Để chúng ta siết mũi đó thì chúng ta đưa vị trí giữa chúng ta lóc lại. Tay thì chúng ta có thể di chuyển về hai bên, nó có cái khớp bi để nó ăn vô cái những cái rãnh này, di chuyển về hai bên để tăng cái lực siết hoặc là cái lực mở ra thôi, đơn giản này, mở ra nè, mở ra, bi nhảy rất là nhẹ ha. SK thế, cái này Zalo cho bạn giá là 200.000. Một cái cảo sên dạng đóng các bạn, cảo sên dạng đột á, cái ti đóng nó tới 5 ly nha các bạn, ti đóng nó được 5 ly ha. Logo con cái voi nè, mã là 50S. 50S. Khẩu kẹp tối đa, khẩu kẹp tối đa cái này khá lớn à, tối đa nó khoảng 42 ly. Người đâu có sơn nào to gì đâu, quan trọng là cái ti này thôi. Cái ti mình nó phù hợp thì chúng ta cứ chiến thôi. 5 ly ha. Ở đây nó có cái vòng đệm để giảm chấn thì chúng ta đóng rồi. Đóng trực tiếp lên đây, đóng băm. Tay cầm có cái đệm cao su ha. Tình trạng cái cảo sên mà dạng đóng này còn khá đẹp nha các bạn, còn khá đẹp nha. Thế, cái này giao lưu cho bạn với giá là 500.000. Cảo sên dạng đóng ha. Một cái kèm mà kèm này cán có bọc cao su, dạng kèm nguội nhưng mà cán có bọc cao su để chúng ta có thể dùng làm điện được ha, nhưng mà nó khả năng cách điện nó không cao như những cái dòng chuyên điện nha các bạn ha. Cái dạng cao su của nó bọc là để cầm chống trượt thôi, nó có độ nhám nhất định. Thương hiệu K3 và cây này thuộc dạng cao cấp nè, khâu là khâu đồng nè, khâu đồng à, một cái khâu đồng mà đồng mà kiểu mà đồng mà chống ăn mòn như kiểu thau dầu á, mình nói nôm na như kiểu là thau dầu trong các chi tiết thiết bị máy á. Chống ăn mòn tối đa cho cái phần cốt. Phần rãnh cắt còn rất là đẹp ha, chưa có bị khớp, chưa bị lọt sáng nha. Phần răng đây cũng còn đẹp, chưa có bị dập nhiều. Đấy. Rãnh cắt còn ok, sát kích ha. K3 con ngựa đó, logo con ngựa đó rồi. Thương hiệu này nó có trên 100 năm rồi, của Nhật. Khá đẹp. Cái này giao lưu các bạn với giá là 150.000. K3 150.000. Đây là kèm nguội của K3. Một cái cây dùi rất là đẹp các bạn. Cây dùi rất là đẹp. Thương hiệu của nó là Yamacho. Yamacho. Cái phần cán này giống như kiểu là nhựa đúc nhưng mà giả cái vân gỗ các bạn. Nè, nó có cái đường khớp mí nè. Đó, nhưng mà nhìn cái mặt này chúng ta nhìn như kiểu vân gỗ rồi đó ha. Bên đây là có cái đường khớp mí đây nè. Mũi rất là đẹp, không có bị lỗi gì nha. Rất là sắc luôn. Quá trời đẹp. Ở đây còn cái tem nữa nè. Chiều dài của cái cây dùi này nó được khoảng 12 rưỡi nha các bạn. Cây dùi, chúng ta dùi lỗ gì đó.
do cải lỗ gì đó, rất là nhọn. Cái mặt được thiết kế như kiểu để đóng được luôn ha, rất là chắc, rất là sắc luôn. Cái này Zalo cho bạn giá 150.000. Yamacho. Một cái dụng cụ tuốt dây điện. Một cái dụng cụ tuốt dây điện thương hiệu Rex của Mỹ, nhưng mà cái này sản xuất tại Nhật các bạn. Rex. Cái size hoạt động của nó là từ 8 cho tới 32 ly. Đường kính cái dây điện của mình từ 8 là 10, 15. 18, 20, 25, 32 ly. Ok. Chúng ta có thể điều chỉnh cái size dây bằng cách kéo cái cử này lên. Ở trên đây nó có cái lưỡi dao, các bạn nhìn thấy có lưỡi dao nhỏ nhỏ ha. Và ngoài ra họ còn cho thêm chúng ta một cái lưỡi dao Seiko nữa các bạn. Lưỡi dao Seiko nằm ở trong này nè. Một cái lưỡi dao Seiko có ở trong này. Mới tin chưa xài ha. Một cái lưỡi dao Seiko có ở trong này. Thay lưỡi dao chúng ta diệt mở cái ốc này là chúng ta kéo cái lưỡi dao ra thôi. Khá đơn giản ha. Thiết kế rất là đơn giản. Một cái dụng cụ tuốt dây điện. Ok. Kẹp cái dây điện vào, xoay. Cái này Zalo cho bạn giá 120.000. Rex. Thương hiệu thì của Mỹ nhưng mà sản xuất tại Nhật. Dụng cụ tuốt dây điện tối đa được 32 ly nha các bạn, tối đa là được 32 ly. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cảo của Cincinnati Tools, một cái thương hiệu khá là lâu đời. Cái thành phố này nó nằm ở tiểu bang Ohio của Mỹ. Con này size có 2 inch các bạn ha. Mini nhỏ gọn xinh xắn dễ thương, chất liệu là thép rèn đúc dập khuôn. Made in USA ha. Những cái cây cảo C kiểu dáng cổ điển như thế này của Mỹ. Và nó là rất là chắc chắn, bền bỉ với thời gian luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp với những cái công việc chúng ta kẹp những cái đầu nhỏ nhưng mà cần cái lực kẹp tốt. Các bạn thấy cái cảo họ thiết kế, họ đúc cái kiểu nói chung là đặc trưng lắm. Nhìn vào là chúng ta thấy cái nét đặc trưng liền, nó không giống như cái cảo C của Nhật đâu. Nhưng mà nó cho chúng ta một cái nét cảm giác chất thép cực kỳ tốt luôn. Size nó 2 in nè các bạn. Mã là NO44. Super Clamp, siêu cảo luôn á. Cái này Zalo cho bạn với giá là 200k. Một cái cảo C kiểu dáng cổ điển của Mỹ, nhỏ nhắn, mấy tiền vừa xài ha. 200k. Một cái cảo C tiếp theo vẫn là của Mỹ các bạn. Con này được làm bởi Wilson. Wilson Buffalo, New York. USA ha. Property of USA. Khá là cổ điển ha. Trục vít me nó có một vài cái vết cấn cấn ở đây các bạn. Nhưng mà không ảnh hưởng tới cái vấn đề chúng ta vận hành đó đâu. Và một cái nét đặc trưng của những cái cảo Mỹ mà chúng ta hay bắt gặp đó là cái phần đuôi cán họ không làm tròn đơn thuần như những cái cảo Nhật, mà thường là có cái cạnh vuông để chúng ta có thể đúc cái mỏ lết hay chìa khóa gì đó, nó phù hợp với size để gia tăng cái lực siết ha. Ok. Made by Wilson. Ok. Cái cảo này Zalo cho bạn với giá là 380.000. 380.000. Kích thước của này, cái cảo này chiều dài nó khoảng 21 cm.
cái khẩu mở của nó tối đa được 10 các bạn. Con này size phạm vi hoạt động của nó là 100 ml nha, cái độ mở tối đa của nó là 100 ml. Và từ cái vít me, tâm vít me vào cái lưng này của nó là được khoảng 7 cm. Một cái cảo C của Mỹ, kiểu dáng cổ điển. Nhưng mà con này chắc không cổ bằng cái con kia đâu. Chỉ được cái to sát hơn thôi, chứ không cổ bằng cái con kia đâu. Thêm một sản phẩm của Mỹ nữa nha các bạn. Một cái bay thợ hồ, tình trạng là mới chưa sử dụng. Mới chưa sử dụng nha. Cái này nó để nó bị nước và nó ẩm thôi, chứ không là vấn đề. Made in USA ha, mới chưa sử dụng mà. Cái phần cán này là gỗ và ép thân nhôm, cũng có đúc nè. Made in USA. Rất là hay, các bạn nhìn thấy họ làm cái chi tiết không? Nó là người Mỹ họ làm. Cảm giác rất là chắc chắn nhưng mà không một chi tiết thừa. Độ dày nó khoảng 8 gem các bạn. Độ dày cái bài này khoảng 8 gem ha. Mới chưa sử dụng nha. Cái bài Mỹ này Zalo cho bạn với giá là 200.000. 200k. Tiếp tục chúng ta đến một cái hai cái đầu khoan 13 ly của Yukiwa các bạn. Tình trạng là còn khá đẹp. Tuy nhiên một cái này nó có bị lỗi nha các bạn. Nó bị gãy ba cái răng ở ba cái điểm đối xứng nhau luôn. Một cái điều này khá là thú vị ha. Bị gãy đúng ba cái răng ở ba vị trí đối xứng nhau luôn. Đầu Yukiwa 13 ly chuẩn Nhật nha. 13 ly nè. Lỗ này là con số 2, sử dụng cho khoan bàn 1 mét của mình á. Thích hợp cho các anh em thợ. Tình trạng là chất thép của nó còn rất là sáng các bạn. Và hoạt động bình thường hết nha. Hoạt động bình thường. Hai cái đầu chỉ có một kìa thôi nha các bạn. Hai đầu xài chung một kìa, cùng một size mà. 13 ly lỗ con số 2, nhắc lại lỗ con số 2 nha, sử dụng cho khoan bàn 1 mét. Hoặc là những cái khoan tay mà phải sắt lớn á, nó mới xài cái đuôi con số 2 này. Cặp tối đa được 13 ly. Thương hiệu Yukiwa. Logo hợp chuẩn. Khá đẹp. Cái này thì nó có bị cấn này, cấn nhẹ một răng chỗ này thôi. Cấn nhẹ một răng chỗ này thôi. Còn cái này thì nó bị gãy ba răng. Nhưng mà vẫn hoạt động bình thường ha, vẫn xài được bình thường nha. Đây. Khá đẹp. Hai cái kèm một chìa. Zalo cho các bạn với giá là 350.000. Thích hợp cho anh em thợ. Thích hợp cho anh em thợ. 350.000 cho hai cái đầu khoan 13 ly Yukiwa có lỗi như vừa thông báo. Hai cái đầu và một cái chìa zin đi kèm. 350.000. Chúng ta đến với một vài cái chén cước nha các bạn. Bên đây là những cái chén cước sử dụng cái chân răng 10 ly, dành cho máy mài cầm tay sử dụng chân răng 10 ly ha. Cái này chén nó hơi xè xè ra, còn cái này dạng chén thông dụng truyền thống. Đây, tất cả đều là chân răng 10 ly hết và đồng giá 100.000 một cái nha các bạn. 100.000 một cái. Tất cả đều là cước sắt hết nha các bạn. Cước sắt. Ba cái chén cước ha. Cái này dạng này là cước nó mài ngang chỗ này. Và đây là cái loại cước thao, cước bằng thao nha các bạn. Bằng thao á, đồng thao á. Chuyên dùng để chúng ta đánh những cái đồ nhẹ, chúng ta không muốn để lại những cái vết xước của cái sợi cước lên cái bề mặt thì chúng ta dùng cái cước thao này. Và cái chân này dùng cho những cái súng vít được nè, chân lục giác 6 ly. Hoặc là chúng ta kẹp cho những cái mũi khoan ha, mũi khoan, máy khoan của ta, chúng ta kẹp vào chúng ta tận dụng, chúng ta xài ví dụ như những cái máy đánh cước. Cái này đồng giá 150 một cái nha các bạn. Nhắc lại là cước thao ha. Cái này là cái chân tròn 10 ly, dùng kẹp cho đầu khoan thôi, không dùng cho những cái dạng súng vít được. Chân lục giác và có khớp như thế này thì chúng ta dùng ra súng vít nha.
Còn cái dạng chân này thì chúng ta chỉ kẹp cho khoang, hoặc là máy mài kiểu đầu collet 6 ly đó, chân này chân 6 ly nè, để chúng ta đánh cước. 150 một cái nha các bạn. Một cái chân máy chụp hình của Nhật nha các bạn, một chân máy chụp hình của Nhật khá là cổ điển ha, thuộc cái dòng mà vintage á. Tình trạng của nó là đang bị thiếu cái tay quay, tay quay nâng cái trụ giữa lên, thiếu cái tay quay thôi. Một cái chân máy ảnh kiểu cổ điển nha các bạn, kiểu cổ điển ha, hàng chuẩn Nhật mấy ra băng. Thiếu cái tay quay, chân này nó kéo dài ra được cái này kéo dài tối đa riêng cái phần chân thôi nha, mình đo phần chân thôi, phần chân kéo dài tối đa được 1m13, 1m13 nha các bạn. Tình trạng như cái chân này nó còn rất là mới các bạn, nhìn kỹ nè, còn rất là mới. Mình thử ra khi mình quy thao tác tháo kéo nó ra nó hơi gắt, nó còn khá là bóp. Bên ngoài có nước sơn kiểu như sơn tĩnh điện, cái màu sơn tĩnh điện của nó màu sơn đen nhám nha các bạn. Hàng chuẩn Nhật, chân còn rất là đẹp, bộ chân còn rất là đẹp, thẳng thớm ha, không cong vên. Thích hợp cho chúng ta đi du lịch dã ngoại, làm chân cho máy ảnh hoặc là điện thoại di động. Chúng ta mua những cái chân chân bắt kiểu bắt cho điện thoại đó, chúng ta lắp lên đó chúng ta có thể thao tác được. Ok, chiều dài khi chúng ta rút gọn hết mức của nó xuống thì nó cái phần chân nó còn lại 44 rưỡi, 44 rưỡi. Ok, cái chân máy ảnh này giao lưu cho bạn với giá là 300k. Nhắc lại ha, nó bị thiếu một cái tay quay chỗ này các bạn, cái này về chúng ta bổ sung với một cái tay quay, tay quay để nâng hạ cái trục chính lên. Hàng chuẩn Nhật nha, men da băng. Một cái thước thủy của FSK cổ điển, vỏ gan đúc, thước con live của FSK ha. Cái size của cái thước thủy này nó dài khoảng 22 rưỡi. Ở đây chúng ta có hai cái mực thước thủy, một cái phương ngang, một cái phương đứng và một cái phương ngang các bạn. Logo FSK của Nhật ha. Cái miếng này và hai con ốc mắt này cũng bằng đồng luôn nha. Những cái hoa văn họa tiết gan đúc của nó nhìn nó rất là vintage ha. Thước này giao lưu cho bạn với giá là 150.000. Một cái dụng cụ cạo bavier, cạo bavier của Israel Noga Israel. Phía trong này chúng ta có một cái lưỡi dao sơ cua nữa các bạn, một cái lưỡi dao sơ cua, có tới ba cái lưỡi dao sơ cua nữa, ba cái lưỡi dao sơ cua ha. Ok, chúng ta thay lưỡi nó khá đơn giản các bạn, nhấn cái nút này người ta kéo cái lưỡi ra thay thôi, rất là đơn giản ha. Ok, ba cái lưỡi dao sơ cua thích hợp cho các bạn chúng ta chuyên dùng để ven quét cái nạo cái miệng ống, hay các bạn mà chuyên máy tiện là chúng ta sau khi chúng ta tiện xong nó còn những cái cạnh bavier đó, chúng ta đưa chúng ta cạo quét quét cạnh rất là hay. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 150.000.
Một cái bộ dụng cụ chuyên dành cho thợ sửa khóa ha. Chuyên dành cho thợ sửa khóa nha. Đây, bên trong đây nó còn gồm những cái chi tiết này. Khá là chuyên dụng nha các bạn. Chuyên dành cho thợ sửa khóa, mở khóa. Này. Tổng cộng nó gồm bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 chi tiết nha các bạn. 14 chi tiết. Những cái cây này để chúng ta chọt, chúng ta đè bi á. Giữ bi để mở ổ khóa. Này nó bị dính nước rồi, nó bung nghe rỉ ra thôi. Chất liệu những cái cọng này là bằng thép hết, còn những cái này giống như là bằng inox á. Inox. Một cái kẹp giữ nữa nè. Những cái chìa này chúng ta lắp vào cái tay cầm này của nó ha. Đây là cái phần tay cầm. Cái hiệu của nó đây. Junipix. Lắp vào đây. Tổng cộng của nó chúng ta gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 cái chi tiết và một cái cán cầm. Và đi kèm một cái bao simili ha. Một cái bao simili. Ok. Cái bộ này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000. 180.000 ha. Bộ dụng cụ chuyên dụng cho thợ sửa khóa 180.000. Đây, một cái bao như thế này 180.000 cho cái bộ này. Một cái thước đo góc của SK các bạn. Một cái thước đo độ của SK gia băng, chất liệu là thép không rỉ stainless steel, ta dùng để ta đo đo độ nè. Ok. 180 độ. 90 độ. Dùng góc 90 độ. Đây cái vạch của nó đây ha, và chia nó nằm đây. À, mặt sau có ký tên của cái anh chủ trước luôn ha. Anh sợ nhầm anh ký tên luôn. Ok. Thứ này giao lưu cho bạn với giá là 100.000. Một cái thước chia độ của Nhật. Một cái vít đóng tự động của Vessel gia băng mã 2.500 các bạn. Vessel gia băng 2.500 ha, tình trạng còn khá đẹp nha. Đi kèm với nó chúng ta có một mũi đóng 6 ly. Mũi vít đóng 6 ly các bạn. Đầu trong đây là đầu 1/2, thích hợp cho các bạn chúng ta dùng để đóng cho những cái khẩu tiếp mà có cái socket 1/2, tức là 12 ly 7 ha, thông dụng. Tình trạng cái này nhắc lại còn khá mới nha. Hai chiều hoạt động tốt. Mặt đây có dấu búa nè. Xài lướt thôi các bạn. Chưa bị nở đuôi ha. Rất là mới nha. Đó. Thì những cái mũi này đi khi về thì nó bị thất lạc những cái mũi ngắn của nó đó. Những cái mũi mà 5 ly, 6 ly, mũi dẹp, vân vân. Thì cái mũi này chúng ta có thể dễ dàng chúng ta mua được ở bất kỳ chỗ nào cũng có. Với cái chân này chúng ta là chân 8 ly ha. Chân này là chân lục giác 8 ly nha các bạn. Chân lục giác 8 ly chuyên dùng cho vít đóng. Còn cái mũi này là mũi zin của Nhật, thương hiệu A. Một cái thương hiệu khá nổi tiếng chuyên về làm những cái mũi khoan, mũi vít đóng nè, made in Japan. Size số 3. Đầu này đầu 6 ly nè, chúng ta đóng cho những cái đầu 6 ly dở lên. Mũi này mới chưa sử dụng luôn ha. Ok. Cái vít đóng này giao luôn cho các bạn với giá là 600.000. 600.000. Cuộn cáp sala của Mỹ. Cáp sala của Mỹ. Cái này chúng ta có kèm theo cái móc ha, cái móc để chúng ta treo. Dây cáp 5 ly. Độ dài cáp của nó là khoảng 10 mét các bạn. Độ dài cáp 10 mét, trọng lượng của cái cục này là khoảng gần 5 kg ha. Và tải trọng của nó được 120 kg. Tương đương với lại một cái người lớn của mình ha. Tải trọng 120 kg. Cuộn cáp chống rơi của Sala này được sản xuất tại Mỹ và phân phối bởi Fujidenko, xuất cho thị trường Nhật.
Tình trạng cái cuộn này là nguyên zin chưa có vệ sinh, thì mình tôi sẽ vệ sinh đánh những cái rỉ sét này, nó có dính bị dính lại trên cái hộp á, thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi giao cho các bạn nha. Những cái rỉ sét này thì đánh sạch nó đi là ok. Cái vỏ này chất liệu nó là nhựa phíp, rất là bền. Đây, men chưa xay ha, men chưa xay. Chiều dài dây là 10 mét và dây cáp của nó là cáp 5 ly, cáp lụa rất là mới các bạn thấy không? Cáp lụa rất là mới. Vệ sinh sạch sẽ và mình sẽ tra cái mỡ bò nước vào cái dây cáp của nó để hoạt động trơn tru hoàn hảo luôn. Cái cuộn này vẫn giao lưu cho bạn với giá là 800 ngàn nha. 800 ngàn. Một cái cuộn cáp chống rơi của Mỹ xuất cho thị trường Nhật. Những cái tem hướng dẫn sử dụng của nó đều bằng tiếng Nhật hết các bạn. 800k. Cáp chống rơi của Sala. Sala, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Ở đây họ cột một cái dây để dây gọi cáp đó các bạn. Cộng dây này khi mình đứng ở dưới mình kéo cái này, mình móc mình là mình kéo cái dây cáp này xuống để mình móc vào cái dây đai an toàn của mình á. Khi đó mình cứ leo mình làm việc thôi. Khi mà có sự cố đột ngột, cái gia tốc nó gia tăng đột ngột thì nó sẽ giữ cái người mình lại ha, nó không có rơi nữa. Một cái cuộn an toàn cáp chống rơi bảo vệ tính mạng cho cái người làm lao động làm việc trên cao rất là hiệu quả. Và giá mới của cái cuộn này khi chúng ta mua mới chính hãng cực kỳ đắt các bạn, cực kỳ đắt. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái dụng cụ sử dụng điện. Đầu tiên chúng ta đến với một cái máy mài của Hitachi. Công suất của nó là hai ngựa 1.500 W hai ngựa ha, sử dụng đá 3 tấc nha các bạn. Vòng tua của nó là 1.500 1.800 ha, đá 3 tấc. Điện zin 200V 3 pha và Minh Tân Huy đã đấu lại một pha 220 sử dụng điện gia đình của mình ha. Không phải là đấu tụ ngậm để cho mà nó chạy giảm công suất nha các bạn. Mình phải dùng cái mặt kính điện tử bồi thêm thì nó mới đủ công suất đủ lực nó được. Sát nặng mà. Và tình trạng cái máy này về lúc về là nó bị thiếu cái cửa chặn, mình cũng đã bổ sung hai cái cửa chặn bằng thép tấm dập phay rãnh tương đương với lại cái bát zin, có thể nói là dày hơn cái bát zin luôn, dày và chắc chắn hơn cái bát zin luôn. Độ dày của thép tấm này các bạn nhìn nè, độ dày của nó lên tới 16 ly các bạn, độ dày tới 16 ly là thép 16 ly nha, chắc chắn và phay rãnh bắt chuẩn xác luôn. Tình trạng sơn zin 100% và đét cái con này là năm 1973. Công tắc nguồn zin theo máy là còn đầy đủ hết nha các bạn. Công tắc zin theo máy luôn ha. Dây nguồn zin khá là to các bạn nhìn nè. Dây rất là to nha. Dây dài và to. Dây nó tới 12 ly á, đường kính ngoài dây nó gần tới 12 ly luôn. Đã chuyển điện zin một pha 220, cặp te chặn đầu đầy đủ. Tình trạng hai viên đá này còn khoảng 70 đến 80% là hai viên đá mài được 70 đến 80%. Đây là đá mịn để chúng ta mài những cái mũi dao, mũi khoan, nói chung là mài đồ hợp kim. Bên kia là cái viên đá thô. Trọng lượng của máy là 64 kg nha các bạn. Lưu ý ha, trọng lượng của cái máy này là 64 kg. Rất là to, bạo lực ha. Đấy. Mặt trước mặt sau nè, tem là còn đầy đủ ha, tem đồng nè. Chuyển điện chúng ta không có can thiệp vào phần cơ của máy ha, hoàn toàn không can thiệp. Ốc là chưa có dấu mở ra mà, ốc chưa có dấu mở ra. Cái việc bổ sung duy nhất của nó là hai cái cửa chặn này và đấu tụ bằng cái điện tử để cho nó sử dụng điện một pha 220 tiện dụng, chúng ta đem đi đâu cũng được. Máy thích hợp cho các anh em nào chúng ta làm hãng xưởng gara vừa và nhỏ, nó phù hợp chúng ta mài những đồ to, hoặc là những anh em nào chúng ta thích sưu tầm những cái hàng vintage cổ điển. Cái máy năm 1973 tới bây giờ mà tình trạng còn khá đẹp như thế này và hoạt động hoàn hảo thì chúng ta có thể lựa chọn cái máy này. Giá giao lưu cho các bạn là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi cho cái máy này. Lưu ý là nhắc lại ha, trọng lượng nó là 64 kg nha các bạn. 64 kg.
và đã chuyển điện một pha 220 điện gia đình của mình á cho các bạn chúng ta tiện sử dụng ha. Giá giao lưu là 5,5 triệu test máy. Đề khá là nhanh các bạn thấy không? Rất là ok, chuyên mài những cái đầu lớn ha, lớn rất là chuẩn các bạn. Hitachi thường họ hay làm những cái gối cân bằng động phía ngoài cho cái chén chặn đá để giúp cho cái đá nó cái trớn của cái viên đá mài nó hoạt động nó nhẹ nhàng trơn tru, để đặt đủ ôn tô rồi thì cái trớn nó dục nó hạn chế tối đa cái việc rung lắc cho cái máy. Đó là cái việc mà ưu việt của những cái máy Hitachi thế hệ đời đầu. Con này vỏ gan nha các bạn, vỏ gan trớn rất là lâu. Đấy. Một cái máy gần như là hoàn hảo à, chỉ ngoài việc là nó bị thiếu hai cửa chặn, nhưng mà mình tây nguyên cũng bổ sung cho bạn hai cái cửa chặn này, nó chất lượng không thua gì hai cái cửa chặn zin bằng gan đúc của nó đâu à. Đấy. Trớn rất là lâu rồi không, anh nào mà biết hút thuốc chắc phải đứng hút hết đi thuốc mới nó mới dừng lại à. 64 kg, giá giao lưu là 5,5 triệu, hỗ trợ ship ra tới chành xe cho những anh em nào mà chúng ta ở xa, cái con trọng lượng nó khá là nặng thì chúng ta thích hợp chúng ta ship chành xe hơn là ship qua những cái nhà vận chuyển khác, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là đóng gói và gửi ra chành xe trong bán kính Hồ Chí Minh thôi nha. Ok, giá chưa bao gồm phí ship. Trớn rất là lâu ha, này dây nguồn cũng rất là dài nha các bạn, dây của Hitachi luôn nè, dây riêng của Hitachi luôn, thế hệ đầu tiên á, cái dây này cái vỏ là vỏ silicon. Những cái con này thuộc dạng nồi đồng cối đá nè, bền vô địch luôn, trớn này giờ chạy hoài. Cái này mà các bạn về chúng ta sử dụng thời gian ha, nó mòn đều hai cái mặt đá rồi á, hoặc là chúng ta muốn nhanh hơn thì ta mua cái cây sửa đá mài đó, chúng ta đưa rồi chúng ta sửa nó qua một bát nữa, nó sẽ còn êm hơn nữa và cái trớn nó chạy còn lâu hơn nữa nha. Dày quá chị, dài luôn ha. Một cái đèn kẹp của Nhật, dây Fuji luôn. Mình thấy ghi đét nhiều hết, dây to và dài ha, đầu cắm dắt cắm nó còn rất là đẹp. Ok, một cái đèn kẹp của Nhật, da bằng ha, vỏ nhôm, tình trạng nguyên zin chưa vệ sinh nha các bạn, dây nguồn khá là dài, cũng cả tầm 5 mét đó ha, dây nguồn này cả tầm 5 mét á. Đèn kẹp thao tác xoay vòng vòng, muốn kẹp hướng nào kẹp. Bóng đi kèm của nó là bóng di 100V 500W, 110V 500W. Và Minh TV sẽ tặng kèm cho các bạn một cái adapter để chúng ta, nếu chúng ta không thích xài bóng này, chúng ta có thể chuyển đổi qua chúng ta xài những cái bóng LED nhỏ nhỏ như thế này, thông dụng, mua ở đâu cũng có. Còn cái bóng đuôi lớn này thì đi tìm nó cũng hơi vất vả ha. Thì mình sẽ tặng cho bạn cái adapter để chuyển đổi từ cái bóng lớn này qua cái bóng nhỏ. Và cái đèn kẹp này giao lưu cho các bạn với giá là 380 ngàn. Bóng đang kẹp trong đây là bóng 100V nha các bạn, lưu ý nha, chúng ta không cắm nhầm 220 nha. Một số khách hàng của Minh TV đã bị cháy cái bóng này vì không có xem kỹ cái thông số của nó, đã về cắm nhầm vào điện 220 thì nó bị cháy cái bóng. Nhưng mà nhu cầu của anh lại thích xài cái bóng 110 này, thử ra đi tìm cái bóng cũng hơi là vất vả. Ok, ok,
Thì khi nó bị lỏng cái đuôi á, mình siết chưa có chặt á, mình cắm vào nó chưa có ăn điện ha. 500W rất là nóng nha các bạn, thích hợp cho các bạn mà chúng ta ở ngoài miền phía miền Bắc á, trời lạnh chúng ta dùng để sưởi cho những cái khu vực trang trại hay là khu vực làm việc nào đó mà chúng ta cần tiết một cái nhiệt lượng lớn của cái bóng đèn đã tỏa ra 500W mà. Nhưng mà lưu ý là chúng ta phải sử dụng điện một nguồn điện 100V thì chúng ta mới sử dụng được cái bóng này. Còn nếu các bạn mà dùng để chiếu sáng thông thường thì các bạn có thể mua những cái bóng LED với ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng tùy để chúng ta thay lắp vào, và bên TQ sẽ tặng cho các bạn một cái chuyển đổi adapter. Cái trớn nó quay nãy giờ chưa dừng luôn kìa. Nó rồi hút hết điếu thuốc nó mới dừng lại. Tiếp tục chúng ta đến với một cái súng bắn vít của Makita. Con này công suất là 430W, điện di 100V ha. Súng bắn vít kiểu dáng cổ điển nha. Đảo chiều nằm ở đây. Đảo chiều left right. Và con này nó dùng chức năng kiểu bắt vít kiểu bắt nhông đó, chứ khi chúng ta mà ép cái đầu vít này vào thì cái nhông nó bắt, nó bắt đầu nó xoay. Chứ bình thường khi chúng ta bắn thì cái đầu này nó sẽ chưa có bắt cái nhông, nó sẽ không có xoay cái mũi vít nha các bạn. Lưu ý ha. Dây nguồn zin theo máy nè. Dây nguồn zin theo máy luôn. Đi kèm với đó chúng ta có một cái mũi vít. Ha, chúng ta có một cái mũi vít. Đây là cái cử thôi. Chúng ta muốn cái cử này nó sâu cạn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái cử này cho nó phù hợp. Thường cái này họ dùng để bắt những cái vít dài để bắt vào cái thạch cao. Vít bắn tôn, bắn sắt, bắn trần rồi, bắn xà gồ rất là hiệu quả. Để mình tìm một cây vít dài dài để mình test cho các bạn xem nha. Cái súng vít này Zalo cho bạn với giá là 300.000. 300k thôi. Nha. 300k. Ở đây mình không có cái vít nó dài hơn thì tạm thời mình sẽ test cho các bạn với cái vít này nó dài được khoảng 3 phân thôi. Nha. Cái ván này thì độ dày nó tới gần 4 phân lận. Mình dùng cái vít 3 phân thôi. Thì lý do là hiện tại không có vít dài, chứ trước mình test cái vít 5-6 phân bình thường. Công suất con này nó tới 430W luôn mà. Khi bình thường chúng ta bóp cò thì cái đầu nó không có xoay các bạn thấy không? Khi chúng ta ép nhông xuống thì nó bắt đầu nó mới xoay. Rút cán luôn. Lực rất là ghê. Rút nè, rút vít nè. Cũng vậy ha. Rất là nhanh chóng và hiệu quả ha. Ok. Một cái vít cổ điển của Makita, vỏ nhôm, tem nhôm, dây nguồn zin theo máy, chỉ có 300.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cái súng bù lông sử dụng điện 12V. Điện bình á của xe ô tô các bạn. Đây là cái tẩu cắm để chúng ta cắm trên cái tẩu sạc trên ô tô ha. Đi kèm với nó chúng ta có hai cái tiếp 17 và 19 thôi. Đúng ra nó có tới 4 cái khẩu tiếp lận, nhưng mà ở đây chỉ có 17, 19 thôi. Cái khẩu này thì về chúng ta thể bổ sung lên thêm. Đơn giản cái này nó chừng 1/2 thông dụng mà. Chúng ta có thể mua thêm hai cái khẩu là bỏ vào. Tình trạng dây nguồn zin khá dài và đẹp nha các bạn. Cây này là của Đài Loan xuất Nhật thôi, nhưng mà rất là to bự và chắc chắn nè. Cái hệ thống motor của nó xài to bự và có cái đèn báo thì có điện vào luôn. Đây là cái chốt đảo chiều ha, đảo chiều. Cái này khi chúng ta cắm vào thì chúng ta bóp cò thì motor nó sẽ quay, và khi đạt đủ dòng tua bắt đầu nó mới phóng qua, nó bắt vào cái nhông này để nó giặt cái búa này để mở bu lông tắc kê bánh ô tô ha, bánh ô tô nha. Và lưu ý là khi mà cái bình chúng ta còn đủ ampe, đủ điện thì nó mới đạt được cái công suất. Rồi nếu mà cái bình mình nó yếu quá không đủ thì có thể là nó sẽ xoay cái thời gian nó lâu hơn nó mới đạt đủ dòng tua, và cái thời gian nó sẽ phóng búa nó chậm hơn là cái bình mình còn mới còn đảm bảo. Thì tốt nhất khi mà chúng ta hoạt động cái này thì chúng ta nên mở máy cho cái sạc nó sạc, nó nạp vào cái bình của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn không nên áp dụng cái này để chúng ta mở bánh xe máy, bởi vì bánh xe máy chúng ta thì có thể chúng ta mở nó không đúng, là chúng ta siết nó không đúng cái lực khuyến cáo của nhà sản xuất thì cái súng này nó sẽ không mở ra nổi. Đối với những cái xe ô tô mà chúng ta siết ở ngoài, chúng ta không có sử dụng cái dịch vụ trong các cái trung tâm bảo trì sửa chữa, thì họ siết cái bánh chúng ta đúng và có lực siết, họ dùng cái lực cần cân lực để họ cân đúng cái lực theo khuyến cáo của nhà sản xuất,
thì cái súng này nó sẽ mở ra nổi tất cả các bánh, kể cả xe bán tải cũng mở ra nổi ha. Còn nếu mà các bạn đưa ra ngoài mà họ dùng súng tắc kê của xe tải, tắc kê lớn 1 inch mà họ bắn, họ thổi vào thì chịu thua ha, súng này nó sẽ không mở nổi đâu. Lúc đó thì có thể là nó cháy ren, chúng ta dùng những cái tiếp dài chúng ta mở còn không ra nổi mà, thì súng này làm sao mở nổi. Ok, tình trạng của cái hộp này thì nó bị gãy mất cái khóa đây nè các bạn, cái bát gài ở đây thôi, gãy mất cái bát gài đây ha. Impact wrench Matex F17 là cái mã của nó ha. Okay. Tình trạng cái này cũng còn khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 400 ngàn, 400 ngàn. K. Và mình sẽ test thử cho các bạn với cái bình xe ô tô ha. Đây mình dùng một cái bộ chuyển chuyển kẹp. Là cái bình của xe ô tô bình thường của mình á, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ thì nó xài cái bình như nhau. Khi chúng ta cắm điện vào thì cái đèn nó sẽ báo có nguồn điện ha. Chúng ta sẽ bóp cò. Khi đạt đủ dòng tua nó sẽ phóng cái búa qua, nó giặt một cái để nó mở cái bô lông ra. Lúc đó cái bô lông nó nhẹ rồi thì chúng ta cứ việc bóp cò thôi, rồi nó mở thôi, nó xoay thôi. Đảo chiều. Đủ dòng tua là nó sẽ phóng búa. Thì tình trạng cái bình này là cái bình cũ đã được thay từ trên xe ra rồi, thì cái ampe nó đã không còn đảm bảo, nhưng mà nó vẫn hoạt động được cái súng này. Tuy nhiên là các bạn thấy là cái thời gian mà nó xoay để nó phóng búa nó sẽ chậm hơn bình thường một chút. Thì cái bình mình, cái thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất người ta đưa cho mình là khoảng tầm 3 năm là mình nên thay cái bình mới. Mặc dù cái bình của mình nó vẫn còn hoạt động được đó, nhưng mà cái ampe của nó đã, cái vol nó không còn đạt đủ rồi các bạn. Cái vol nó chúng ta đo nó sẽ không còn đạt đủ như cái bình mới ban đầu rồi. K cho cái súng mở, tắc kê, bánh ô tô. Thích hợp cho các bạn, chúng ta bỏ kèm theo xe để nó hỗ trợ cho chúng ta trong việc chúng ta thay lốp cho nó nhanh, nó hiệu quả trong những cái thời khi mình đi đường ban đêm ban hôm rồi ha, mình thao tác mình mở cho nó nhanh, rút ngắn được thời gian, tránh nguy hiểm. Nhiều khi mình đậu ban đêm mà mình thay lốp không có những cái thiết bị nó hỗ trợ, vì khi xe họ không nhìn thấy mình nữa. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái dụng cụ sử dụng khí nén nha các bạn. Tiếp tục chúng ta đến với cái chuyên mục số 3 các bạn, những sản phẩm sử dụng khí nén. Đầu tiên là mình có một cái cuộn dây hơi. Cái dây hơi này size nhỏ thôi nha, size cái lỗ trong của nó chỉ 6,5 ha. Độ dài của cái cuộn dây này nó khoảng tầm 10 mét, 9 mét mấy, 10 mét vậy đó. Đi kèm là chúng ta có những cái đầu nối nhanh. Và cái này nhắc lại là thích hợp cho các bác chuyên sử dụng cho vít tu lê, xịt hơi, bơm lốp hết nha, không dùng cho những cái dạng súng vít hay là tất cả cái, vì cái đường hơi nó bị bóp bé là như thế này thì nó không tối ưu cái lưu lượng khí cho những cái thiết bị nào mà nó cần cái lưu lượng khí lớn. Nhắc lại nha, thích hợp cho chúng ta dùng để xịt hơi, xịt nhẹ nhẹ, xịt bơm lốp và dùng cho vít tu lê sơn đó, súng sơn đó. Thì cái vít tu lê thì nó không cần cái áp cao quá, các bạn biết rồi ha. Nó chỉ cần có đường hơi nhỏ và cái dây này nó mềm, nó nhỏ, chúng ta dễ di chuyển, chúng ta dễ cái xử lý cho cái vít tu lê. Mình đã test ok, hai cái đầu nối này hoạt động hoàn toàn bình thường, đầu của Nhật ha, đầu nối nhanh của Nhật. Cái cuộn dây này giao lưu cho các bạn với giá là 500 ngàn, được kêu sao bằng ha, 500 ngàn cho cái cuộn dây này. Tiếp tục chúng ta đến với một cái súng vít, một cái súng vít của Hitachi các bạn, một cây súng vít của Hitachi áp từ 5 tới 7 kg để chúng ta sử dụng được rồi ha. Con này nó dùng hai búa, chỉnh áp 4 số, đảo chiều ngay cò, rất là tiện lợi thao tác các bạn ha. Khá đẹp ha, Hitachi, mã là WH10AB, bô thoát cũng còn khá đẹp rồi.
Ok, cái sung vít này Zalo cho bạn với giá là 650.000, 650.000 nha. Một cái sung vít của Hitachi, hai búa 4 số, 650.000. Từ 5 tới 7 kg là chúng ta sử dụng được rồi ha. Dây hơi tối thiểu lỗ trong phải 8 ly rưỡi trở lên. Rất là đúng rồi. Tình trạng nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết nha. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cây đục hơi của P&D, một thương hiệu đến từ Mỹ. Kèm với nó chúng ta có những phụ kiện như sau: một lò xo, một cái mũi đục dẹp zin của P&D luôn. P&D cắt ở trên cái mũi luôn. Và nếu bạn nào có nhu cầu chúng ta mua mũi nhọn hoặc chúng ta muốn đổi mũi nhọn, mình sẽ đổi cho bạn cái mũi nhọn. Có nhu cầu dùng cái mũi dẹp này thì chúng ta có thể đổi sang cái mũi nhọn nha. Vẫn là cái mũi cùng size, chất liệu thép rất là cứng. Black & Decker, một thương hiệu của Mỹ nha. Cây này khá cổ điển, tem nhôm nha các bạn. Tem nhôm. Đây. Chúng ta lắp mũi như sau. Ở đây những cái lò xo này hoặc là mũi đục mình có bán đầy đủ cho các bạn sử dụng, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nếu chúng ta dùng mà nó hỏng hóc cái lò xo hoặc cái mũi đục thì đều có những cái thay thế ha. Và cái này Zalo cho bạn với giá là 650.000. 650.000 ha. Một cái đục của Mỹ rất là mạnh nha các bạn. Thích hợp cho các bạn chúng ta dùng để đục bê tông, chặt dây đồng, lối ốc, vân vân. Rất là bạo lực ha. Hoạt động tốt, không, tình trạng hoạt động tốt, không có bị rò hơi gì hết ha. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái cốc cấp dầu. Một cái cốc cấp dầu tự động đi kèm với nó là một cái chỉnh áp luôn ha. Cốc cấp dầu tự động và tích hợp luôn cả cái chỉnh áp luôn. Tích hợp cho những cái bác nào chúng ta dùng cho súng vít mà nó không có điều áp, hoặc là những cái súng bu lông tương tự như thế này, nó chỉ có đảo chiều mà nó không có chỉnh số, thì chúng ta sẽ dùng cái thiết bị này. Nó thay thế cho một cái chỉnh áp, giống như chúng ta điều chỉnh số, điều chỉnh cái sức mạnh của cái thiết bị luôn. Và ngoài ra nó là một cái cốc cấp dầu, chúng ta có thể châm dầu vào đây, châm dầu vào đây thì khi hơi nó vào nó sẽ đẩy cái dầu vào để nó nuôi những cái lá bài bên trong này, những cái buồng hơi phía trong này. Cái chân răng là chân răng 13 ly, chúng ta chỉ việc tháo cái đuôi này, chúng ta vặn trực tiếp vào đây, và cái đuôi chuột này chúng ta sẽ dặn vào cái đầu lỗ cái bên đây, vẫn là 13 ly. Cái này là nó của Đài Loan xuất Nhật nha các bạn, lưu ý cái này của Đài Loan xuất Nhật nha. Chất lượng rất là chất lượng. Cái núm vặn này là bằng đồng, cái phần thân này là nhôm, họ CNC chính xác luôn. Và cái cốc này bằng nhựa, phía trên phía dưới là đều có sim để chống rò rỉ dầu, và sim này sim chịu dầu lực. Cốc cấp dầu kim luôn cả cái chỉnh áp, rất là lợi hại ha. Cái này Zalo cho bạn với giá là 150.000 cái. 150.000 một cái ha. 150.000 một cái. Cái này thì mình có được vài cái thôi nha các bạn. Số lượng chỉ có vài cái thôi. Và cái này tính ra giá chỉ bằng một cái chỉnh áp bình thường, mình đi mua cái điều áp bình thường thì giá nó cũng 150.000 rồi, nhưng mà chúng ta kèm thêm được cái cốc cấp dầu nữa. Thay vì lâu lâu chúng ta sử dụng chúng ta phải châm dầu trực tiếp vào đây thì chúng ta chỉ châm vào đây một lần thôi. Và chúng ta cứ sử dụng khi nào chúng ta thấy nó lượng dầu ở đây nó cạn rồi thì chúng ta chỉ châm vào đây tiếp tục. Thế thôi. Tiếp theo mình có một cái súng bu lông đầu 3/8, tức là 9.6 á, một cái size này cũng thông dụng ha, của hãng Uri ha. Uri đầu 3/8, đây là đảo chiều nè, cái cò đảo chiều này nó bằng đồng luôn á nha các bạn, nó bằng đồng luôn á, màu sơn tĩnh điện lên cùng màu sơn với phần thân nó thôi. Đầu thì nó bằng gan đúc rồi. Con này nó dùng hai búa nha, hai búa đứng á, khá là mạnh á, khá là mạnh. May ra bằng Uri khá đẹp ha. Cái cây này Zalo cho bạn với giá là
550.000. 550.000. 550k cho cái súng bu lông của Uri đảo chiều. Con này nó gần như là để bắn góc hẹp góc gầm các bạn, nhưng mà nó hơi chích chích một cái hướng xéo xéo ha. Nhiều khi ở những cái vị trí mà chúng ta thao tác nó bị góc vướng khó thì chúng ta cần những cái súng bu lông ở cái tư thế đặc biệt này để chúng ta mở thao tác. À, ngoài ra nó để bắn gầm, bắn gác chân máy, xe máy đều cũng rất là tiện lợi và cái lực nó cũng rất là vừa phải. Cỡ này chúng ta bắn ốc gác chân xe máy 12 là ok. À, hoàn toàn rất là vừa lực. À, bắn ốc nồi xe rồi linh tinh hai búa nha. Một cái dụng cụ đánh rỉ của G-Cell. Cái này nó dùng cái chổi nhỏ nha các bạn. Chổi nhỏ G-Cell của Nitto Konki ha. Nitto Konki Men Japan ha. Tình trạng cái này còn khá là đẹp nha các bạn. Khá đẹp. Bộ chổi thép của nó cũng tương đối còn dày. Đầu còn đẹp. Và độ dài nó còn còn khoảng 80-90% với độ dài của cái chổi mới. Chức năng hoạt động của nó giống như cái đục hơi thôi, nhưng mà nó sẽ dùng nhiều cái chổi thép để nó đánh rỉ nè. Chúng ta dùng để đánh rỉ sét, đánh vào những cái sỉ hàng. Sau khi chúng ta hàng que thì nó để lại những cái sỉ hàng trên bề mặt, thì chúng ta có thể dùng cái này chúng ta đánh phá cái sỉ hàng đi. Và chúng ta vẫn có thể dùng nó để tạo cái vân nhám trên bề mặt cũng như cái vân cát giống như vậy, cho những cái chi tiết mà chúng ta sau khi chúng ta hàng, chúng ta làm nguội xử lý xong những bề mặt nhôm hoặc là gang hoặc là thép, thậm chí là thép luôn, chúng ta vẫn có thể dùng những cái chỗ này để ra đánh để tạo lại cái bề mặt vân giống như là cái vân khuôn đúc của nó ban đầu. À, rất là hiệu quả, rất là hiệu quả ha. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 700.000. 700.000. À, các bạn thấy nó đánh không? Nhám cái bề mặt lên liền ha. Đối với những cái chổi đánh rỉ như này, chúng ta không phải tì mạnh ép giống như kiểu mà những cái khoan chúng ta phải tì ép sát vào cái phôi. Chúng ta chỉ việc đặt vào và cho nó một cái khoảng không để mà nó có cái phạm vi, cái biên độ để cái những cái chỗ này nó hoạt động nha. Nhiều bác cứ nghĩ là nó giống như cái khoan chúng ta cứ tì ép nó sao nó không chạy. Mình ép hết rồi nó đâu còn cái biên độ để mà cái chổi này nó, mình cứ để tự do nó để nó có cái biên độ để cái búa nó đánh những cái chỗ này nó thật ra thụt vô được. Còn giờ mình ép nó sát vào thì nó lấy đâu nữa nó thụt được, thấy không? Đây các bạn thấy nó đóng rổ cái bề mặt lên nè. À, rất là lợi hại. Một cái khoang hơi của Fuji rất là đẹp, khá là mới. Một cái khoang đến từ thương hiệu Fuji của Nhật nha. Đầu kẹp tối đa được 10 ly. Và tình trạng cái này nó còn khá là mới nha. Đầu Yuki qua. Nguyên zin chưa có qua sửa chữa gì hết nha các bạn. Nha, cái mã của nó đây. Rất là đẹp. Bô thoát đây nè. Còn vàng khè luôn ha. Một cái khoang rất là chuẩn chỉ. Và ngoài cái công năng mà chúng ta dùng để khoan ra, chúng ta dùng có thể nó như một cái máy mài để chúng ta kẹp những cái viên đá mài, những cái mũi móc, những cái chén cước mà có chân cốt 6 ly như lúc ban đầu mình giới thiệu cho các bạn đó. Nên những cái mũi móc, những cái viên đá cà lem như thế này để chúng ta mài móc những cái vị trí gốc tương tự như những cái máy mài khuôn. Mặc dù là cái dòng tua nó không nhanh như những cái máy mài khuôn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thao tác được với những cái ứng dụng như thế. Vì khoan thì nó sẽ qua một cái bộ nhông ép tải cho trước phép chúng ta cày ép, chúng ta tì ép, nó không có bị đứng cái đầu khoan. Mặc dù là cái tua nó không nhanh thôi, nhưng chúng ta vẫn thao tác được với những cái việc tương tự như thế, đem lại cái hiệu quả công việc rất là tốt các bạn. Và Minh Tây Quy đã ứng dụng với nó rất là lâu rồi để sử dụng những cái chức năng như vậy. Cái khoan này giao lưu cho bạn với giá là 600.000 ha. 600.000. Cái khoan này rất là đẹp nha các bạn. 600.000.
các bạn có thể kẹp những cái chén cước nè, chúng ta mài đánh cước ha. Ok. Tuy nhiên đối với những cái khoang chạy liên tục như thế này thì chúng ta cần có một cái bình hơi, lưu lượng khí phải đảm bảo, cũng như là cái áp phải phù hợp thì nó mới phát huy được cái chức năng của nó, hết công suất của nó được ha. Chứ áp mình mà yếu yếu là nó không chạy nổi nha. Cái áp nó đớt xuống 5 kg là nó nhiều cái nó gịch không nổi cái đầu khoang ha. Và các bạn sẽ được tặng kèm cái chìa mở zin cho cái đầu măng ranh này nha. Nó hơi gích á. Những cái thiết bị hơi mà chúng ta để lâu chúng ta không sử dụng, với thỉnh thoảng chúng ta phải cắm vào, chúng ta cho nó hoạt động một chút xíu ha. Và để chúng ta cho dầu trực tiếp vào cái đường hơi này để nó vào nó nuôi những lá bài, để tránh cái tình trạng là nó bị xếp lá bài, giống như kiểu xe máy mình mà đậu lâu quá nó xếp bạc á, thì nó sẽ bị lòn hơi, nó không có bung những cái bài qua để nó kéo cái đầu khoang nó xoay nổi. Cái dầu mình bơm vào nó thổi ra cái đường vô thoát đó, các bạn thấy không? Thì cấp dầu vào thì các bạn sẽ thấy khi mình sử dụng á, cái dầu nó sẽ thổi ra hết, và một thời gian thì nó sẽ khô cái buồng hơi đi, thì chúng ta sẽ cấp dầu tiếp vào. Đấy. Một cái mài thẳng cũng của nhà Fuji. Một cây mài trục thẳng của nhà Fuji, con này sản xuất năm 1988, chiều dài tổng thể của nó khoảng 42 cm nha các bạn. Mài trục thẳng cái này chúng ta có thể gắn những cái chén cước nè, những chén cước răng 10 ly á, để chúng ta mài đánh như kiểu cái máy mài bình thường. Ngoài ra các bạn có thể kẹp những viên đá mài vào đây, hoặc là bông vải để chúng ta đánh bóng nè, chén cước ta đánh cước, đá mài nhỏ thôi, cái cốt phù hợp chứ cái này nha, cốt phù hợp. Nếu mà nó to hơn thì chúng ta phải thả cái sơ mi vào để thôi. Bô thoát ở đây dòng tua là 9.500 dòng một phút, con này dùng cái cò vặn nha các bạn, cò vặn thao tác nhiều cái chỉnh áp, mà chúng ta vặn nhiều thì nó sẽ chạy nhiều, vặn ít thì sẽ chạy ít, không vặn nó không chạy. Ok, áp 6 kg trở lên là chúng ta sử dụng được rồi nha. Này, cái size đá của nó là 1 tấc nè, nhân 19 nhân cho 9.5, 9.53, tức là cái cốt của nó đó, cái cốt của nó là 9.53 ly. Nhưng mà mình tính là cái phần răng này giống như là phần răng 10 ly đi, để xài những cái chén cước và dặn 10 ly, chúng ta dặn vô là chúng ta có thể đánh được rồi, mài được rồi. Ok, nhắc lại ha, một cái cây mài Fuji chiều dài khoảng 42 cm, cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 650.000. Dòng một phút là cái tua mài chuẩn ha, một tua mài chuẩn vậy. Và ok. Và cuối cùng chúng ta đến một cái súng bu lông với thương hiệu IR, mã nó là 231C. Với cái logo này là nó thuộc cái thế hệ đầu tiên của hãng IR Mỹ ha, chữ IR ở đây và chữ Y nó chồng lên chữ R. Cái mã nó là 231A, model A, sản xuất tại Mỹ nha các bạn. Nó qua cái dòng model C, chữ IR nó sẽ tách rời ra và cái tay cầm nó dài hơn, cảm giác nó hơi dài hơn một chút xíu. Là model C là thường là sản xuất ở China, Trung Quốc. Những cái con này thì cốt búa của nó là phải thuộc dạng là nồi đồng cấu đá luôn, siêu siêu bền luôn. Cốt này đầu 1/2 thông dụng nha. Con này hai búa ngang 5 số, chỉnh áp 5 số, rất là mạnh. Nếu mà cái áp chúng ta đảm bảo dây hơi 10 ly, áp từ 8 kg cho lên, bao bắn tất cả các thể loại thay ga, kể cả ô tô con, là các bạn có thể đều có thể bắn được hết với cây súng 1/2 này. Và nhắc lại nha, độ bền của nó là phải nói là cực kỳ trâu bò. Những anh em nào làm thợ máy, chuyên sửa xe máy, thì chúng ta rất rất là hâm mộ cái dòng IR của Mỹ này. Nó đem lại một cái hiệu quả công việc thực sự, và
Khi mà chúng ta đầu tư nó ban đầu thì cái lợi nhuận mà nó mang lại cho chúng ta về lâu về dài thì phải nói là rất là xứng đáng các bạn, rất là xứng đáng chất lượng cũng như là cái hiệu quả công việc của nó. Ok, cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 1.800.000, 1.800.000 cho cây súng Bu Long IR 1/2 hai búa chỉ nắp 5 số. Kiếm một cái đầu tiếp 30 để chúng ta cảm nhận được cái lực giật của nó ha, cảm nhận được cái giật búa nó quánh ha, rất là mạo lực các bạn. Đó là đủ áp đủ lực hơi thì bao tất cả các thể loại xe tay ga nha các bạn. Bánh tay ga các bạn biết rồi, nhất là tì là bánh sau rất là cứng, 1.800.000 đầu tư một lần nhưng mà hiệu quả công việc đem lại và cái tuổi thọ của nó giúp chúng ta nhanh chóng thu hồi vốn. Và đây thế, và video giao lưu hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh của Minh TV Tool. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hy vọng các bạn đã lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm nó phù hợp, đem lại sự hài lòng và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại sau 4 ngày nữa nhé.